chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, hợp vía thần tài, làm ăn trúng lớn, lộc đổ về đầy nhà, tiền vàng ngập két, giàu có xứng tầm đại gia. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, trong cuốn Luận Ngữ có viết: sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Nghĩa là con người ta sinh ra trên đời, sống chết đều có số mệnh, sướng khổ đều do trời định. Tuy vậy, Phật gia có câu: vạn sự tùy tâm. Trong cuốn Nhi Nữ Anh Hùng truyện có viết: nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Vậy đâu là chìa khóa để thay đổi vận mệnh con người? Đó chính là biết mệnh, hiểu mệnh và kiến tạo phước đức. Bởi vậy, trong thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024 tới đây, vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ có vô vàn điều bí ẩn. Quý bản mệnh hãy cùng ban biên tập chương trình đi tìm cách lý giải và chiêm nghiệm lá số của mình, từ đó đón lành tránh dữ ngay sau đây nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, có bao giờ cô bác tự hỏi liệu rằng thất bại cô bác vừa trải qua đã dạy cô bác điều gì? Cô bác cần thay đổi điều gì hay cần học hỏi thêm gì hay không? Hay là chán nản, mất khí thế, nhạt nhòa, chẳng buồn nỗ lực lưu tâm? Mọi sự trên đời xảy ra đều có lý do của nó, dù là khó khăn hay vất vả. Nó xảy ra vì nó cần phải xảy ra. Nó xảy ra để hoàn thiện những góc chưa hoàn mỹ của bản thân, vượt qua những thăng trầm của cuộc sống và để tương lai biết trân trọng những cơ hội trên đường đời. Nên lắm lúc thất bại là điều không ai muốn, nhưng hãy cảm ơn vì nó đã đến trong đời. Cảm ơn vì những nhọc nhằn, những vất vả ta đã chịu và đang gánh, vì ta hiểu nó chính là sự chuẩn bị cho một tương lai rạng ngời và rực rỡ ở không xa. Đầu tiên sẽ là đặc điểm tính cách nổi bật của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Kỷ Hợi sinh năm 1959 cầm tinh con lợn, đứng ở vị trí cuối cùng trong số 12 con giáp. Tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bình địa mộc. Địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, hay còn gọi là bình địa mộc. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh nạp âm, bình địa mộc đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém,
đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực, can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương. Cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân. Nhờ vào sự tháo giác, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Xem tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, thời điểm này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn, bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp. Trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công, để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc thanh tra một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn. Bạn sẽ nhận được thử thách khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, lúc này, con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Thực thần ghé thăm mang lại cho bạn những buổi gặp gỡ ra tiền, cho dù đang ngộ ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện. Những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, sức khỏe của bản mệnh thời điểm này không thực sự như ý. Thời điểm này, bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da. Bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng để khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng, cho dù có những ngày râm mát khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết. Có dấu hiệu của làm việc quá sức, vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được. Hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để bản thân kiệt sức nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điềm báo phong thủy hàng ngày cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Về chuyện tình cảm, từ nay tới ngày rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, do được tương sinh nên quan hệ với cha mẹ, con cái rất tốt. Các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn. Người tuổi Kỷ Hợi trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương. Tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác nên người có gia đình khá thuận lợi. Có điều người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bản mệnh là người chịu đựng khá tốt, nhưng quá nhạy cảm. Chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Kỷ Hợi cảm thấy bực tức. Tuổi Kỷ Hợi chú ý nhé, khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình. Khi tức giận, Kỷ Hợi cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Kỷ Hợi khá dữ dội. Khẩu quyết: trong thời điểm này thu nhập ngày càng tăng, công việc làm ăn buôn bán hanh thông. Quý nhân: tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn: 88, 32 và số 10. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi cho thấy, dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, áp lực cũng không hề nhỏ, nhưng trong bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tinh thần làm việc hăng say, quên mọi sầu lo trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu ai đó nhờ giúp việc gì nằm ngoài khả năng cho phép, bạn có thể từ chối thẳng thắn.
Không nên vì cả nể mà ôm đồm nhiều việc, tới lúc việc không thành, thử hỏi ai đứng ra gánh vác trách nhiệm cho bạn. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên chuyển sang giai đoạn ổn định và gắn bó hơn. Kể từ đó, bản mệnh có thể yên tâm tập trung vào công việc, tha hồ mà phấn đấu mà không phải đau đầu, nhức óc với những chuyện thị phi ngoài luồng. Thời điểm này là cơ hội để những người làm kinh doanh buôn bán hốt bạc. Sự tin tưởng của khách hàng và đối tác dành cho bạn gần như là tuyệt đối. Nhân đà này, Kỷ Hợi hãy mạnh dạn đưa ra lời đề nghị hợp tác làm ăn lớn, đôi bên cùng có lợi. Trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là sau khi có con cháu, người tuổi Kỷ Hợi càng thêm yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Thế mới biết, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Kinh tế gia đình ngày một đi lên, con cháu học hành ngoan ngoãn so với người cùng trang lứa, ít ai sánh bằng Kỷ Hợi. Trong những ngày này, người độc thân cũng dễ dàng tìm thấy đối tượng phù hợp khi vận đào hoa ngày càng khởi sắc mạnh. Tiếp theo là tử vi từ mùng 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy sự lạc quan, vui tươi đúng với bản chất của người tuổi Kỷ Hợi đã quay trở lại trong thời điểm này. Bạn tự tin nói nhiều và đam mê với công việc hơn. Các tinh thiên dượng và thiên quyền mang tới nguồn cảm hứng sáng tạo tuyệt vời cho tuổi Kỷ Hợi, không cần phải vắt óc suy nghĩ. Bạn vẫn có được ý tưởng hoặc dự án kinh doanh mới, điều đó hứa hẹn một khoảng thời gian đầy ắp thành công và tài lộc. Tư duy và cách suy nghĩ của người tuổi Kỷ Hợi trở nên nhanh nhạy và hoạt bát hơn. Theo đó, những ai làm trong các lĩnh vực như biên tập, sáng tác văn thơ, truyền thông sẽ tìm ra nguồn cảm hứng mới, thúc đẩy sự nghiệp thăng hoa. Với những người muốn thay đổi công việc, sẽ được quý nhân hướng dẫn mọi đường đi nước bước, giúp Kỷ Hợi nhanh chóng bắt kịp tốc độ làm việc của mọi người. Bản mệnh được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Người làm chủ kinh doanh buôn bán cũng có một thời điểm tất bật, nên doanh thu tốt không chỉ là do khách hàng mới tìm đến, mà những bàn hàng cũ cũng tăng lượng đầu tư. Bạn có thể lên danh sách tặng quà cho những khách hàng đó, vừa có thể tri ân họ, lại giúp thắt chặt các mối quan hệ người tuổi Kỷ Hợi. Lưu ý tránh hợp tác với người tuổi Mùi và Tuất Kẻo sẽ xảy ra tranh chấp. Vận trình tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi trong những ngày này bình ổn, không có nhiều biến động, dù đôi bên khó tránh mâu thuẫn. Nhưng trên hết, sức mạnh tình yêu đủ lớn để xóa đi mọi ranh giới, mang tới cuộc sống hài hòa, tốt đẹp cho Kỷ Hợi và những người thân yêu. Nhiều khả năng gia đình Kỷ Hợi sẽ có chuyến du lịch xa, ngoài việc trải nghiệm cảm giác thú vị, mới lạ, các thành viên trong nhà càng gắn bó thân thiết với nhau. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Kỷ Hợi bày tỏ tình cảm với đối phương. Sức mạnh của thiên dượng cát tinh sẽ rút ngắn khoảng cách lứa đôi, mang đến cho Kỷ Hợi niềm hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân được sao thiên quyền phù trợ, có người mai mối, ắt tìm được tình yêu chân chính. Góc nhìn phong thủy, hãy cùng ban biên tập chương trình tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé. Áp dụng 6 cách thu hút vận may trong nửa cuối năm 2024 để tiền bạc cuộn chảy vào cuộc sống. Một là đếm những phước lành của bạn. Tiền bạc và tài lộc thường có mức độ rung động cao, vì thế nếu muốn thu hút vận may, bạn cũng phải tìm cách để cải thiện tần số của mình cho tương ứng. Không gì có thể nâng cao mức độ rung động của bạn bằng lòng biết ơn. Nếu bạn muốn thay đổi vận may của mình, hãy dành thời gian để đếm những phước lành của bạn có trong quá khứ. Hãy hồi tưởng lại xem những điều gì tốt đẹp nào đang diễn ra trong cuộc sống của bạn, những khoảnh khắc may mắn nào đã thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn. Việc đếm những phước lành sẽ mở rộng trái tim và tâm trí để thậm chí nhiều điều tốt đẹp hơn có thể được thu hút vào cuộc sống của bạn. Hãy làm điều này hàng ngày và xây dựng những cảm xúc tốt đẹp để tự động tạo ra nhiều may mắn hơn nữa. 2. Lời chúc bồ công anh. Bồ công anh là biểu tượng của sự may mắn dồi dào. Khi bạn nhìn thấy một bông hoa bồ công anh đã kết hạt, nó trông giống như một quả bóng bay. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thực hiện một điều ước và gửi nó vào vũ trụ. Hái cây bồ công anh và nghĩ về điều ước của bạn, chẳng hạn như may mắn hay giàu có. Sau đó thổi điều đó vào hạt và ngắm nhìn chúng bay lên. Khi hạt giống phát tán, bạn đang gieo điều ước của mình khắp nơi. Bất cứ nơi nào hạt giống rơi xuống, chúng đều có thể nảy mầm, và đó là quá trình điều bạn mong ước dần trở thành sự thật. 3 là biểu tượng may mắn. Mỗi nền văn hóa đều có bùa may mắn và nó ăn sâu vào tâm trí của những người dân ở vùng miền đó. Điều đó có nghĩa là bạn nên khám phá biểu tượng may mắn của nơi bạn ở, tìm hiểu càng rõ,
bạn sẽ càng gia tăng niềm tin về nó và có thể mua về để trong nhà. Đó có thể là tác phẩm điêu khắc nhỏ hoặc biểu tượng cỏ bốn lá, hay quả trứng cá, cá vàng, ếch phong thủy màu đỏ. Hãy bày biện chúng sao cho đẹp mắt và ngắm nhìn chúng hàng ngày để tiếp thêm năng lượng cho bạn. Và đừng quên cầu nguyện những gì may mắn sẽ ghé thăm tới bạn, cũng như gia đình của mình. 4. Là đặt chín quả chanh vào một cái bát đặt trong bếp. Theo một số truyền thống, chanh là chất tẩy rửa và loại bỏ năng lượng tiêu cực trong phòng. Vì thế, khi bạn đặt chín quả chanh trong bát và đặt trong khu vực bếp, vị trí đại diện cho sức khỏe và tài lộc của gia đình được làm sạch. Điều đó có nghĩa là những tác nhân gây ra vấn đề liên quan tới sức khỏe và tiền bạc sẽ được loại bỏ. Lưu ý rằng, khi chanh hỏng hãy thay chanh mới. Thủ thuật này giúp bạn thu hút sự giàu có, may mắn và thậm chí cả tình yêu. Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng thêm mẹo phong thủy đổi vận đơn giản bằng chanh và muối. 5. Là quý trọng từng đồng xu. Có một sự mê tín cổ xưa bắt nguồn từ những tín ngưỡng rất cổ. Đó là nhìn thấy một đồng xu, hãy nhặt nó lên và cả ngày bạn sẽ gặp may mắn. Hành động này còn là để nhắc nhở chúng ta rằng từng đồng xu một cũng đáng quý. Vì thế, đừng để lãng phí bất cứ đồng tiền lẻ nào. Hãy kiểm tra xem bạn có vứt tiền lẻ lung tung trong nhà hoặc để quên trong túi áo nào không. Bạn có thể gom chúng lại để làm từ thiện hoặc tiện cho việc thối tiền khi mua hàng. Nhớ rằng, từng đồng tiền nhỏ cũng mang ý nghĩa đặc biệt của nó, vì một khoản tiền lớn cũng bắt đầu từ những khoản tiền nhỏ. Vì thế, trong việc mua sắm, chi tiêu, bạn cũng nên tránh việc lãng phí. Hành động đó sẽ thu hút tài lộc về với túi của bạn về lâu dài, chứ không chỉ mang tính chất thời điểm. 6. Là dọn sạch cửa chính. Theo phong thủy, một trong những việc quản lý dòng năng lượng quan trọng nhất đó là đảm bảo khu vực cửa trước nhà và sân của bạn sạch sẽ để thúc đẩy vận may. Giữ cho khu vực cửa trước nhà sạch sẽ có nghĩa là cho thấy bạn luôn luôn sẵn sàng chào đón thế giới này với trạng thái cởi mở, tốt nhất. Hãy đảm bảo giữ lối vào phía trước cửa nhà bạn sạch sẽ, không nên để chất rác thải hay bất cứ đồ vật nào gây ngăn cản dòng năng lượng đi vào nhà. Lưu ý là thường xuyên quét dọn rác trước cửa, vì như thế được xem là dọn sạch nguồn năng lượng cũ không mong muốn, để nhường chỗ cho năng lượng mới may mắn hơn ghé thăm. Nhớ rằng, việc giữ lối vào phía trước ngăn nắp sẽ mang lại năng lượng tốt cho bạn. Bạn cũng có thể làm điều tương tự đối với cửa sau của ngôi nhà. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.